Hello mọi người, em đang ở Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng. Ngày hôm nay giới thiệu mọi người một căn nhà mặt tiền tại đường 413. Tại vị trí này thì đi ra quốc lộ 27 chỉ 100 m. Đây là tuyến đường chính nối thị trấn Thạnh Mỹ và xã Cado, một xã đang phát triển ở bên trong. Vị trí căn nhà này cách đường quốc lộ 27 chỉ có khoảng 100 m thôi, rất là gần. Khu này thì kinh doanh mua bán được. Ok, còn đây là căn nhà hôm nay em giới thiệu mọi người. Trước đây thì phía trước nhà có một cái mái vòm, nhưng mà hiện tại địa phương thu hồi lỗ giới nên chủ nhà đã tháo dỡ rồi. Ok, thì nhà có chiều ngang là 7 m, đến sát cái tường bên này. Sâu vào trong là 31 m, tổng cộng là 222 m², trong đó có 100 m² đất ở. Và diện tích này là không bị vướng lộ giới nha mọi người. Tham quan cái vườn trước nhà của ảnh nè. Có hoa hồng thân gỗ nè, hoa hồng thường. Ở trên này trồng hoa hồng khá là hợp. Phần diện tích trước sân này không có trên sổ, thì em nhắm chừng khoảng 70 m². Thì nếu mà tính từ cái chiều dài lề đường đi vào đến tận cuối nhà thì đâu đó chiều dài nó cũng phải được khoảng 42 m², cũng khá là dài đó anh chị. Căn nhà này về tổng thể thì có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và có một cái vườn ở sau nhà nữa. Anh chị chủ chắc cũng mê hoa nhiều ấy, trồng rất là nhiều loại hoa. Căn nhà này thì anh chủ xây được khoảng 6 năm rồi. Thì qua trao đổi, ảnh xây dựng căn nhà này khá là kiên cố và có thể lên tấm được. Tình trạng ngôi nhà sau 6 năm bên trong vẫn còn khá là mới. Căn nhà này bên ngoài thì mình được kho lại một chút, sơn lại màu sắc thì sẽ ổn hơn. Nhìn cái vườn nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà nếu anh chị nào từng ra cửa hàng mua mỗi cái cây, đất, rồi chậu, rồi mang về chăm sóc được như thế này thì cũng tốn khá là nhiều thời gian đấy ạ. Công sức mình nữa. Có người quế, có chia dành dành. Đặc biệt xen đá thì rất là nhiều luôn. Bên này anh có một cây sen đá khá là to nè, ra hoa. Còn đây là căn nhà phía bên trong nè. Ở bên này thì có một phòng khách rộng khoảng tầm 30 m² ha. Hai nhà hai bên thì đều chừa 1 m để làm cái đường luồng, cho nên cửa nhà nó sẽ thông thoáng và không bị ngợp. Nhà xây 6 năm vẫn còn khá là mới ha. Về công việc của chủ nhà thì trước đây có làm một cái tiệm net ở ngay đây. Hiện tại là ảnh sửa vi tính cho nên phía bên trái nhà sẽ có một cái gian phòng như thế này đây. Ngang khoảng 2,5 m. Sâu vào trong tầm 25 m và có một nhà vệ sinh ở cuối. Tường lợp la phong. Hai nhóc này game thủ mất rồi. Qua phòng khách sẽ là phòng bếp ở giữa nhà.
tiếp đó là một nhà vệ sinh ở giữa. Nhà vệ sinh này rộng khoảng 6 mét vuông nè. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 20 mét vuông. Có một cửa sổ lớn lấy sáng bên trong. Còn bên này là phòng ngủ cho mấy đứa con nè. Có kệ sách, tủ quần áo. Phòng này cũng rộng khoảng tầm 20 mét vuông. Ở cuối nhà có một cái kho nhỏ ha. Chứa mấy thứ đồ linh tinh ở đây nè. Còn phía cuối nhà có một cái bồn nước và một cái vườn nho nhỏ. Ở đây anh có cây lan đẹp nè. Cái phần diện tích phía sau này khoảng 30 mét vuông ha. Phía xa cây lớn lớn là cây mận đó anh chị. Căn này em đánh giá chủ quan là nó rẻ hơn thị trường nha anh chị. Khu vực xung quanh thì đất mặt tiền bán 1 mét ngang đã khoảng 450 triệu 1 mét rồi. Riêng chỗ này thì mình có thêm căn nhà xây dựng như thế này hiện tại thì cũng phải cỡ 1 tỷ rồi. Anh trồng nhiều loại hoa quá mà em không biết tên luôn. Ở đây anh có trồng bộ ngót nè, rau quế ha. Nói chung nhà cũng hơi bừa bộn một chút. Anh chị nào có duyên mua về thì thiết kế lại một chút sẽ phù hợp hơn. Cây mận này trồng chắc từ lúc xây nhà nè. Rau răm, hẹ nè. Còn đây là cái view phía sau nhà. Về cái thế đất này á, trước đây là một thế đất âm, cho nên gia chủ đổ đất kè lại, cho nên phía sau nhà nó sẽ có một cái view nhìn từ trên cao xuống. Phía bên kia là Lạc Xuân đó anh chị. Em thông tin lại căn nhà để anh chị cùng nắm. Căn nhà có diện tích là 7 nhân cho 32. Tổng diện tích là 222 mét vuông, trong đó có 100 mét vuông đất ở, còn lại là đất cây hàng năm khác. Căn nhà nằm mặt tiền đường DH413, cách quốc lộ 27 là 100 mét, khu kinh doanh. Anh chị có thể mua về vừa ở vừa kinh doanh. Giá bán cho căn nhà này là 3 tỷ 150 triệu. Thương lượng trực tiếp với chủ nhà nha anh chị. Cuối cùng cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.